đưa gần 200 người tới đảo Hoàng Cát Ly vì dịch COVID-19 những người Indonesia trên được tàu bệnh viện Hải quân Doctor Xoe Haso đưa tới đảo Sep Aru, một hòn đảo không có người dân sinh sống thuộc chuỗi nghìn đảo Kepulau Anser Ibu của Indonesia, gần thủ đô Jakarta, để theo dõi y tế. Khi lên đảo, tất cả các thành viên của đội tàu du lịch được kiểm tra y tế bổ sung và kiểm dịch. Theo lộ trình ban đầu, Go Dream sẽ phải cập cảng ở Đài Loan. Tuy nhiên, chính quyền đảo đã cấm tàu vào cảng Cao Hùng, ở phía tây nam của đảo và tàu được chuyển hướng đến Hồng Kông. Vài ngày sau, 1.800 hành khách được phép rời khỏi tàu, vì không phát hiện thêm ca mới nào bị nhiễm virus corona. Còn lại 1.814 thành viên thủy thủ đoàn lưu lại tàu, trong đó có 188 công dân Indonesia nói trên. Con châu 57 tuổi bạo hành mẹ chồng 88 tuổi gây phẫn nộ sáng 28 tháng 2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân phụ nghi cho con châu bạo hành mẹ chồng. Trước đó, vào ngày 25 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một phụ nữ cao tuổi bị đứa con dùng tay đánh đập liên tục vào người. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định vụ việc trên xảy ra tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, người bị bạo hành là bà Võ Thị Dung, 88 tuổi, sống chung với con ruột là ông Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi và con dâu Phạm Thị Loan, 57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Đoạn clip còn cho thấy vào thời điểm trên có sự xuất hiện của một người đàn ông và một bé gái nhưng không có sự can ngăn. Bước đầu, nguyên nhân của vụ việc là do bà Dung lớn tuổi, lãng trí có lúc nhớ lúc quên, nên trong quá trình sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn của vợ chồng ông Tuấn, nên xảy ra việc bạo hành. Thông tin bất ngờ vụ cô gái bị người ông túm tóc, đánh đập trong thang máy ngày 27 tháng 2, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử phạt. Với Trần Nghiệp Hải sinh năm 1989, ngụ quận Tân Phú, về hành vi xâm hại sức khỏe gây thương tích cho người khác theo Nghị định 167 của Chính phủ. Theo điều tra, Hải và bạn gái 26 tuổi có quan hệ tình cảm, nhưng chưa phải là vợ chồng cùng sinh sống ở chung cư Trung Đông Plaza, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tối 25 tháng 2, cả hai đi vào thang máy chung cư thì phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Hải đã nhiều lần dùng tay tấn công vào vùng mặt, nắm tóc đập đầu bạn gái mình vào thành thang máy trong khi nạn nhân không phản kháng gì. Hải còn đá cửa thang máy khiến thang máy bị hư, ngưng hoạt động, không di chuyển được và phải gọi ban quản lý chung cư, bảo vệ đến mở. Ban quản lý chung cư Trung Đông Plaza thấy Hải làm hư thang máy nên yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, giữa hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường, nên cùng đến công an phường Hòa Thạnh để giải quyết. Phía công an đã làm việc với Hải và bạn gái. Theo công an quận Tân Phú, nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự Hải. Chát nhạy cảm và dụ dỗ để xâm hại bé gái 13 tuổi ngày 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm, xét xử kín đã tuyên phạt Trịnh Vũ Phương, 29 tuổi 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, tòa cũng công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Theo cáo trạng, Trịnh Vũ Phương và em H. sinh năm 2006 ngụ cùng quận Thốt Nốt nên quen biết nhau. Phương thường đến nhà của em hát, chơi và cả hai nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 1 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019, lợi dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của em hát, Phương đã 3 lần giao cấu với em hát. Hồ sơ vụ án thể hiện hai người nhiều lần chat với nhau bằng hình ảnh nhạy cảm. Trong số này có hình bán khỏa thân của em hát. Bị một đối tượng tung lên mạng, sau đó, chị và cậu của em hát, thấy được nên đã nói cho bà ngoại của em biết, bà ngoại em hát. Hỏi chuyện thì em kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe. Sau đó, gia đình em hát, trình báo công an và Phương bị khởi tố, let's block us, why?